trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại thành phố Santa Ana. Ngày hôm nay thì Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam California có trụ sở tại thành phố này tổ chức một cái chương trình gọi là Đại lễ 18 tháng 5, ngày mà Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Qua các bài gồm chúng ban tổ chức quý vị đang nghe tất cả những gì về tiểu sử cũng như là quá trình của Đức Thầy, chúng tôi không dám làm phiền, mà chúng tôi chỉ xin nói lên những ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo khi mà Phật giáo Hòa Hảo xuất hiện. Kính thưa quý vị, chúng ta biết là trước năm 1939, trước khi Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì làng Hòa Hảo cũng như tất cả ở nông thôn Việt Nam của chúng ta đang bị thực dân thống trị. Họ đưa ra những cái trò chơi rất là tai hại để làm cho thanh niên, trí thức và người dân của Việt Nam của chúng ta phải nghiện ngập, chẳng hạn như là rượu chè, cờ bạc, áo phiện đủ hết. Để làm gì? Để họ say mê theo những thú vui đó mà họ quên đi cái nhục khóc nước, họ quên đi cái tinh thần quật khởi, tinh thần tranh đấu cho một nước Việt Nam được độc lập tự do. Bây giờ thánh điện Hòa Hảo cũng không khác những nơi khác, cũng là những có những sòng bài, những cờ bạc, cũng rượu chè, cũng đủ thứ hết. Nhưng sau ngày 18 tháng 5 năm 1939, khi Đức Thầy xuất hiện, thì là xã hội thay đổi hoàn toàn. Đời sống của dân chúng lúc bây giờ rất là khổ sở, vì vật chất khổ sở họ tìm tới tinh thần. Thì về phương diện tinh thần, để bóng đồng nghe được những lời giảng hóa của những vị lãnh đạo các tôn giáo để họ an ủi. Nhưng mà tiếc thay, thời bây giờ sau 1.000 năm, hơn 1.000 năm đạo Phật được rực rỡ, ba triều đại Đinh Lê Lý Trần, rồi sau này thì nó bắt đầu nó suy thoái. Từ vị đạo sư hướng dẫn chúng sanh đi vào con đường giải thoát, thì người ta đã biết Đức Phật thành những ông thần. Thay vì học giáo lý của Ngài để tu theo Ngài để được giải thoát, thì người ta đem chuối cho Ngài, đưa lên đó để nguyện cái gì? Không phải tôn kính Ngài mà lại thờ Ngài, mà lại cầu Ngài phù hộ cho mình được mua may mắn, đắt con đi đậu, đi cử, biến họ biết Đức Phật thành ông thần. Vậy ví dụ, hơn nữa là xin lỗi quý sư, lúc bây giờ tôi xin lỗi, mà lúc bây giờ những gì mà đồng bóng thầy phù, thầy pháp đã làm cho đạo đức tới chứ quý vị đâu phải có tiền mê tính gì đâu đó. Nhưng sau khi Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo bảo, thì cái bộ mặt xã hội nó thay đổi hoàn toàn. Những nơi mà ngày xưa là những sòng bài, những nơi lúc ngày xưa đó là những cái mà trĩ lãng khốn sách, bây giờ họ biến thành cái đạo tràng. Đức Thầy đã nói là tới với ta cứ đem đồ cúng chỉ mang theo hai chữ thành lập, và Ngài xác minh rõ ràng đạo du di của Phật ân cần nối theo Chí Thích Ca ngày trước. Ngài xóa bỏ đi tất cả những âm thanh sắc tướng đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy đã đưa cái giáo pháp vô vi của Đức Phật, cái Phật tại tâm chúng ta đâu xa mà tìm kiếm ở nơi non núi. Và Ngài dễ dàng lắm. Trước khi vào đạo, trước khi là một tín đồ, thì tất cả mọi người đều phải thuộc 8 điều răn cấm. Chúng tôi chỉ đơn cử một điều ở đây thôi. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Bao nhiêu điều thứ nhất? Điều đó là Đức Thầy dạy. Khi sau khi coi giảng thì phải làm theo những điều răn cấm sau đây. Đây là cái điều đấy. Cái giới luật thứ nhất của Phật giáo này. Nhờ chỉ có điều thứ nhất này thôi mà nơi sòng bạc, nơi hốc sách, những nơi đĩ điếm trở thành, biến thành những đạo tràng, những cái trộm cướp rình mò đó. Những người đó biết rõ cái cuộc đời này là vô thường, mình làm cái điều nào đúng, điều nào sai, điều nào thiện, điều ác, họ biến thành những người từ thiện. Thay vì đi cướp bóc
thì họ lại bố thí. Thưa quý vị, đây là giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam California. Thưa giáo sư, năm nay có thể là một cái ngày đại lễ rất là lớn, kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi thấy rất là nhiều quan khách, có những quan khách lần đầu tiên đến đây để mà tham dự cái chương trình đại lễ này, thưa giáo sư. Trước hết xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đài, cảm ơn anh Phạm Khanh cũng như đài Lý Đô Sài Gòn TV đã tới tham dự và quay những cái hình ảnh của ngày đại lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Giống như anh Phạm Khanh nói đó, thì kỷ niệm 80 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo, và năm nay cũng là kỷ niệm 100 năm ngày đáng sanh của Ngài. Cho nên chính tôi nghĩ là chính vì vậy mà đồng đạo các nơi về, khắp nơi về rất là đông. Và cũng như Phạm Khanh nói là quan khách ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo thì còn có những vị chánh khách khác mà từ trước tới giờ hình như là đây cũng là mới lần đầu cũng đã tới tham dự, làm cho cái buổi không khí ngày hôm nay rất là long trọng. Nói lên là Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn gắn bó với dân tộc, gắn bó với cộng đồng của mình ở đây, thưa anh Khanh. Yeah. Và thưa quý vị, trong khi phía trước đang hành lễ thì chúng tôi thấy là phía sau nhà bếp các cô cũng phải nói là rất là bận rộn, chuẩn bị những đồ ăn thức uống để mà mời thực khách, là hàng trăm người có mặt trong cái ngày đại lễ hôm nay. Thì phía sau này, cái món này là món gì đấy cô mà nhiều tô quá vậy? Hủ tiếu anh. Hủ tiếu? Dạ. Hủ tiếu mình nấu bằng nước lèo chay luôn ha? Dạ, nấu nước lèo chay. Hấp dẫn quá. Nguyên một cái nồi nước lèo bự, nấu từ hồi nào tới giờ? Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá cô ơi, nấu từ hồi nào tới giờ vậy? Phía 3 giờ thức dậy nấu anh. 3 giờ thức dậy nấu rồi, dạ. Bây giờ hôm nay mình nấu bao nhiêu tô tất cả vậy cô? Cỡ 350 tô à. 350 tô à, trời ơi quá trời luôn, bổi đồ này kia rất là ngon, làm sạch sẽ, quý vị thấy không, hơn 10 cô, các cô ở đây là phục vụ, đồ tất cả luôn, nóng hổi luôn, là sẵn sàng phục vụ. Nấu cái này là tàu hũ trắng, đồ mình nhồi, mình bó đồ của nhà không, chứ không có làm cái gì của Đài Loan. Tức là mình tự nhà mình làm hết? Làm luôn, làm những cái con mực hay là con ấy này là toàn là đồ mình bó ở nhà, tàu hũ trắng này kia nọ không. Mình tự làm không? Tự làm không. Rất là ngon ngọt, Phật giáo Hòa Hảo nổi tiếng là đồ ăn chay rất là ngon. Thành ra là ai đến đây cũng được đãi trước khi đi về, ăn một những cái đồ ăn ở đây, có chè, có đầy đủ hết. Và nhớ là ăn một cái tô bún ngày hôm nay, tô hủ tiếu ngày hôm nay trước khi ra về, bảo đảm ấm lòng.